Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Tới nhanh con cầu nhá. Cậu nên cẩn thận hơn. Không sao chứ? Hen, nhìn đằng kia kìa. Tớ nghĩ đó là củ cải của chú Đao. Tớ hiểu rồi. Chúng ta nên đi nói cho chú Đao biết. Mình đã trồng củ cải rất tốt. Ông chủ của mình sẽ rất vui. Chú Đao! Chú Đao, củ cải của chú đang chạy mất rồi. Củ cải của chú chạy mất ư? Cái gì? Đừng nói dối chú nữa. Làm sao mà củ cải có thể chạy được? Củ cải của mình. Nó đã đi đâu rồi? Cháu có cách này. Cháu nghe thấy cái gì đó, hãy đi theo hướng này. Nó phải ở đây chứ nhỉ? Chú Đao, cháu tìm thấy rồi. Nó ở dưới này. Không có gì ở bên trong cả. Lạ thật, đáng lẽ nó phải ở đây. Cháu thật sự nghe thấy gì đấy mà. Tại sao nó không lên? Hãy làm cùng nhau Hen. Chỉ cần làm như thế này này. Nắm lấy những chiếc lá khi nó chui lên. Được rồi. Sau đó tôi sẽ tóm lấy thân nó từ bên dưới. Nó ở đằng kia. Nếu chúng ta làm như thế này, nó sẽ không bao giờ chạy được nữa. Và sau đấy, chú Đao. Chú Đao đâu rồi? Chú ấy kìa. Cái này bị làm sao ấy nhở? Lần này ta sẽ bắt được ngươi. Chú Đao! Chúng ta nên đi nhẹ nhàng thôi. Cháu xin lỗi. Trật tự nào. Củ cải của chú. Tất cả là lỗi của cháu. Cháu là người gây rối. Chú Đao, Hen không... Cả cháu cũng vậy. Những điều tồi tệ đều xảy ra khi ở bên các cháu. Chú Đao! Nhìn kia, củ cải đã trở lại ruộng của chú. Đi thôi. Lần này chúng ta sẽ bắt được nó. Chú Đao, chú có cách gì không? Không, nhưng để chú nghĩ đã. Cháu có cách rồi. Dừng. Cẩn thận đấy. Hen ở đây. Dừng lại đã. Củ cải của mình. Dừng lại ngay. Đó là chuột dâu. Tôi biết mà. Làm sao mà củ cải có thể chạy được cơ chứ? Đây là củ cải của chú. Là của cháu. Tại sao cháu đi đến đâu thì mọi người cũng đuổi theo cháu? Nói dối. Đây là củ cải chú đã trồng. Nhìn kỹ đi. Cà rốt của cháu dài hơn nhiều. Và củ cải của chú thì tròn. Cậu ấy nói đúng. Vậy sao?
Không, hãy ra khỏi đây đi. Tạm biệt. Nào, tôi đã mua một ít phân bón, củ cải của chúng ta sẽ lên tốt hơn. Tôi là xe kéo, tôi rất khỏe. Tôi là xe cẩu, tôi khỏe hơn anh. Tôi khỏe hơn. Là tôi chứ. Tôi chứ. Đừng cãi nhau nữa các bạn. Chúng ta hãy thử thi tài xem sao. Đi thôi. Nào xem ai khỏe hơn, cùng nhau ta thi nào. Nào xem ai khỏe hơn, cùng xem ai hơn nào. Bắt đầu. Mình đua ngay thôi. Xem này xe kéo, xem này xe cẩu. Đi thôi nào, mình cùng đi thôi. Kìa xe kéo khỏe hơn tôi. Vroom 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 vroom, tôi khỏe mạnh đây xe kéo này. Vroom 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 vroom, tôi khỏe mạnh đây xe kéo này. Một thứ gì khác đi. Nào xem ai khỏe hơn, cùng nhau ta thi nào. Nào xem ai khỏe hơn, cùng xem ai hơn nào. Bắt đầu. Mình đua ngay thôi. Xem này xe kéo, xem này xe cẩu. Đi thôi nào, mình cùng đi thôi. Kìa xe cẩu khỏe hơn đây. Cầu khỏe mạnh hơn này. Rung 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 rung, xe cầu khỏe mạnh hơn này. Có người cần các bạn giúp đỡ. Mình cần thoát ra khỏi đây, bạn ơi hãy giúp mình. Mình cần thoát ra khỏi đây, giúp tôi bạn ơi. Đi. Mình mau đi thôi. Nhanh nào xe kéo, nhanh nào xe cầu. Chào mọi người. Tôi đi đây. Hãy cùng tôi đi tuần tra nhá. Nhìn xe quay xe cảnh sát đang đi tuần, bảo vệ mọi người đây. Anh rất dũng cảm. Nào cùng tuần tra nhé. Thôi các bạn, rum 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 rum, đi thôi. Các phương tiện tham gia giao thông đang đi rất đúng luật. Nhìn xe quay xe cảnh sát đang đi tuần, bảo vệ mọi người đây, anh rất dũng cảm. Lòng đường nhiều xe lớn rất không an toàn, đừng đùa nghịch ở đây. Lên vỉa hè nào. Hai cháu hãy đi bộ trên vỉa hè nhé. Vâng ạ. Nhìn xe quay xe cảnh sát đang đi tuần, bảo vệ mọi người đây, anh rất dũng cảm. Đường dành cho ô tô rất không an toàn, bạn dừng lại ngay nhé. Lên vỉa hè nào. Cháu nên đi xe đạp ở những nơi an toàn. Vâng ạ. Nhìn xe quay xe cảnh sát đang đi tuần, bảo vệ mọi người đây, anh rất dũng cảm. Thật hiểm nguy khi sang đường không đúng nơi quy định, bạn cần phải quan sát khi đi qua đường. Nếu cháu muốn sang đường, hãy đi trên vạch kẻ đường nhé. Vâng ạ. Nhìn xe quay xe cảnh sát đang đi tuần, bảo vệ mọi người đây, anh rất dũng cảm. Nào cùng tuần tra nhé. Thôi các bạn, rum 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 rum, đi thôi. Ông rùa, đừng lo, tôi sẽ giúp ông đi qua đường. Ê,
Hey. Cảm ơn cậu nhiều. Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. Cậu làm rất tốt đấy, quái xế cảnh sát. Cảm ơn ông. Giờ mọi người đã an toàn rồi, tôi thấy rất vui. Tôi tiếp tục đi tuần đây. Tạm biệt. Tôi thấy buồn chán quá. Hay là chúng ta đi đua xe với nhau đi. Đua xe hả? Ngất thôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, lên đường. Các bạn thợ máy ơi, chúng tôi bị thương rồi, hãy giúp chúng tôi chữa xe với. Không thành vấn đề. Đi theo tôi. Này xe quay xe, để tôi kiểm tra trước nào. Bạn giúp tôi kiểm tra đèn pha được không? Hình như nó bị hỏng rồi. Được thôi. Này xe quay xe, để tôi kiểm tra giúp bạn. Ô đèn pha đã rất mờ, cần thay bóng mới tỏ sáng hơn. Giờ mình thay xong trông rất tuyệt. Này xe quay xế, kiểm tra giúp bạn, xe bạn bị hư, tôi có thể sửa xe. Này, hộp đồ kỳ diệu, hãy đến và giúp chúng tôi. Kim, Cơ Lê và Phước Nơ Vít. Lốp của tôi bị xẹp mất rồi, bạn thay giúp tôi nhá. Được thôi. Này xe quay xe, để tôi kiểm tra giúp bạn. Một bên lốp bị hư mất rồi, cần thay lốp mới, tôi sẽ giúp bạn. Mình sửa xe xong đi tiếp nào. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. Không có gì, từ giờ các bạn hãy đi cẩn thận nhé. Vâng, chúng tôi nhớ rồi. Trời hôm nay nóng quá. Tớ có mua kem cho cậu ăn đây này. Wow, tuyệt quá. Nhìn vỏ ốc đẹp không này? Đúng vậy. Nhìn kia, Miu Miu, đằng kia có rất nhiều vỏ ốc. Chúng ta ra đó đi. Được thôi. Mười cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Chín. Chín cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Tám. Tám cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Bảy. Bảy cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Sáu. Sáu cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn.
chung làm tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Nam, nam cây kem mát lạnh trên bãi cát. Chung làm tròn, chung làm tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Bốn, bốn cây kem mát lạnh trên bãi cát. Chung làm tròn, chung làm tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Ba, ba cây kem mát lạnh trên bãi cát. Chung làm tròn, chung làm tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Hai, hai cây kem mát lạnh trên bãi cát. Chung làm tròn, chung làm tròn. Chiếc vỏ sò này đẹp quá. Chúng mình hãy mang đi tặng các bạn nhé. Được đấy. Chuyện gì đã xảy ra với những cây kem vậy? Wow. Không biết là ở bên trong là loại xe gì nhỉ? Hãy mở nó ra nào. Được thôi. Đầy trứng xinh sạc màu. Bên trong là gì nhỉ? Mình hãy mau xem nào. Cậu sẵn sàng chưa? Wow. Xin chào, tớ là Kiki. Tớ là Miu Miu. Chào các bạn. Các bạn nhỏ có muốn biết đây là ai không? Hãy làm quen với cô ấy nhé. Uh-huh. Tôi là xe cảnh sát. Tôi có đèn nhấp nháy lớn và có tiếng còi rất to. Tôi nháy đèn và bật còi báo động để đưa ra lời cảnh báo cho những kẻ xấu và yêu cầu những chiếc xe khác trên đường tránh sang một bên. Xe cảnh sát, bạn có còi báo động và đèn rất cao. Nhưng tôi chỉ sử dụng chúng cho công việc của tôi thôi. Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn làm gì không? Tôi là xe cảnh sát. Tôi tuần tra trên đường phố và bắt kẻ xấu để giữ an toàn cho mọi người. Khi bạn gặp rắc rối hoặc nguy hiểm, đừng quên gọi 113. Đã đến lúc tôi phải quay lại làm việc rồi. Tạm biệt Kiki và Miu Miu. Tạm biệt xe cảnh sát. Không có gì là tôi không thể làm, bởi vì tôi là xe cảnh sát dũng cảm. Hãy đi tuần tra thôi nào. Tôi xe cảnh sát đây làm nhiệm vụ tuần tra. Khi gặp khó khăn, bạn gọi tôi giúp ngay. Wee 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 wee, kẻ xe kia mình đi giúp. Wee 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 wee, mau mau tương trợ ngay. Có gì là tôi không thể làm, tôi là xe cảnh sát dũng cảm. Tôi xe cảnh sát đây làm nhiệm vụ tuần tra. Khi gặp khó khăn, bạn gọi tôi giúp ngay. Wee 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 wee, một xe hư cần tôi giúp. Wee 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 wee, mau mau tương trợ ngay. Không có gì là tôi không thể làm, tôi là xe cảnh sát dũng cảm. Tôi xe cảnh sát đây làm nhiệm vụ tuần tra. Khi gặp khó khăn, bạn gọi tôi giúp ngay. Wee 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 wee, kia một tên cướp. Không, kẹo của mình. Mau mau nhanh đuổi theo. Chạy nhanh nhanh mau bắt được con, nhanh thật nhanh. Chạy nhanh nhanh mau bắt được con, mau nhanh nào. Chạy nhanh nhanh mau bắt được con, bắt chậm ngay.
Không có gì là tôi không thể làm. Tôi là xe cảnh sát dũng cảm. Miu Miu, kẹo của bạn đây. Bạn đã lấy lại kẹo giúp tôi. Cảm ơn xe cảnh sát. Không có gì, đây là công việc của tôi mà. Chúc mừng bạn đã quay trúng được xe cảnh sát. Đây là xe cảnh sát. Bây giờ các bạn đã biết đây là xe gì rồi phải không? Wow. Wow. Bây giờ tôi cần hai bạn lên đây hỗ trợ tôi. Tôi. Xin mời các bạn, xin mời. Nào hai chú hổ, nào hai chú hổ, nhanh lên nào. Wow. Trông lạ ghê, trông lạ ghê. Chạy nhanh, rất nhanh, hổ chạy rất nhanh. Chạy nhanh, rất nhanh, nhanh thật nhanh. Để tôi thử lại lần nữa. Xin chào mọi người, tớ là Kiki. Còn mình là Miu Miu. Hôm nay chúng tớ sẽ tới cửa hàng kẹo của chú Mô và giúp chú ấy bán hàng. Wow, ý hay đấy. Chúng ta hãy cùng đi nào. Xin mời bạn ăn kẹo sữa này. Hay bạn
bạn muốn thử kẹo không con? Kẹo nổ này cũng rất tuyệt đấy. Kẹo thật ngon và chúng ta rất vui. Bạn yêu ơi, nhìn xem đây, ngọt ngon thơm viên kẹo hấp dẫn và bao nhiêu màu sắc nhé. Hãy đến mua kẹo nào. Wow, tớ thích kẹo cầu vồng. Bạn yêu ơi, nhìn xem đây, ngọt ngon thơm viên kẹo hấp dẫn và bao nhiêu màu sắc nhé. Hãy đến mua kẹo nào. Các bạn nhỏ, các bạn muốn loại kẹo nào? Tớ muốn kẹo mút. Tớ lấy vị trái cây nhá. Tớ cũng muốn cầu vồng. Của các cậu đây, lần sau lại đến nữa nhá. Kiki, Miu Miu, chú quay lại rồi đây. Chú. Bạn của chúng cháu đã đến đây để mua kẹo rất là đông. Cảm ơn các cháu vì hôm nay đã tới giúp chú. Hôm nay, Kiki và Miu Miu đã tới giúp chú Mô làm việc. Hãy tặng các bạn ấy huy hiệu thế nào. Ôi, nóng quá. Để tớ xem có gì trong tủ lạnh không nhá. Chỉ còn mấy quả cam mát lạnh này. Hãy cùng làm nước trái cây thôi. Nước trái cây tuyệt. Quả cam và đá viên. Làm nước trái cây thơm ngon nào. Đầu tiên bóc vỏ cam ra. Đắng quá. Tiếp theo, cho cam vào máy xay sinh tố. Đừng quên cho thêm một vài viên đá lạnh. Wow, giờ thì bật máy xay lên. Nước ép trái cây thơm ngon, sắp xong rồi. Wow, nước cam mát lạnh, nước ép thơm ngon đã xong. Bác Hổ. Nước trái cây này ngon tuyệt. Ủa, nước gì vậy bác? Trông nó khác của cháu. Đây là nước ép khủng long của chú Đào bán. Wow, đi đến đó đi. Nhất trí. Hãy đến đây có nhiều loại nước ép. Mau xem máy ép thần kỳ đây. Chọn trái cây tươi ngon rồi ta xay. Được rồi đây, nước trái cây thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Nước ép khủng long, nước ép cá sấu và nước ép cầu vồng. Bạn muốn uống nước gì? Nước ép cầu vồng cháu rất thích. Chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Quả dâu tây, cam tươi ngon, việt quất với nho đen, thêm chuối với kiwi xanh ngon lành. Na 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 na. Nước ép trái cây cầu vồng. Na 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 na. Cháu rất thích vì nước ép cá sấu. Chú hãy cho cháu một ly. Quả kiwi xanh cùng dâu đen. Wow, nước ép cá sấu thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Cháu thích nước ép khủng long thơm ngon. Chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Xoài với dưa hấu cùng táo với dưa. Wow, nước ép khủng long thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Lưỡi của cậu màu xanh lá kìa. Kiki, lưỡi của cậu cũng có nhiều màu lắm đấy. Tớ chắc chắn là do nước trái cây của chúng ta.
Wow, nước ép cầu vồng của chú Đao ngon tuyệt. Chúng ta có thể tạo ra thứ gì đó còn tốt hơn thế nữa. Ta-da! Wow, chúng ta có thể thêm chúng vào thực đơn. Nó chua quá. Hãy chụp một bức ảnh. Được thôi. Nước ép thơm ngon đã xong.